Vâng, hello, xin chào mọi người lại đến với video trên kênh Xuân Mộng TV của mình nhé. Vâng, hôm nay mình sẽ làm một cái clip quay về cảnh mọi người đi hội 18 tháng 2 âm lịch mọi người nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 3 mọi người nhé. Giờ mình quay chia sẻ cho mọi người biết một ngày hội 18 tháng 2 ở thị trấn Chủ Lục Ngạn. Hello. Sáng lâu chưa? Lâu chưa? Sáng lâu chưa? Ở xung quanh mình thì còn cảnh mà cũng đang đi hội ra đằng sau mình còn còn một mặc áo cổ cổ nó mọi người nha, còn nó dân tộc nha, còn nó còn mình sẽ quay và chia sẻ cho mọi người một phòng ở khu vực hội của ngày hôm nay nhé. Đây hình ảnh các bạn đang được xem, mình quay mọi người đang đi hội và ngồi đây này. Hôm nay trời râm khá là đẹp mọi người nhé. Hôm nay trời rất là ủng hộ cho mọi người đi hội, mặc dù hội 2-3 năm nay thì không tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ gì, nhưng mà bà con đến vẫn rất là đông này. Mọi người xem là bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh ở khu vực cái trung tâm quảng trường ở thị trấn Chủ này cho mọi người xem nhé. Hôm nay âm lịch ngày 18 tháng 2, còn dương lịch ngày 20 tháng 3 mọi người nhé. Đây trung tâm quảng trường rất là rộng, đây rất là toàn các cô chú anh chị mặc áo thủ công nhiều, nó phần lớn thôi. Đấy nha, mình tiếp tục mình đi, mình quay cho mọi người xem này toàn cảnh ở khu vực trung tâm quảng trường thị trấn Chủ đây. Giờ mọi người đang chuẩn bị nhảy nha mọi người nhé, thời điểm hiện tại đang vào buổi trưa này, ở đây có những tốp đang nhảy này. Vâng, mấy năm nay thì mọi người đi hội hay tổ chức những cái chỗ nhảy mọi người nhé, rất là đông vui. Đây là mình sang khu vực bên này nữa nè. Bên này nhảy rất là đông mọi người này. Bên này có những tốp nhảy rất là đông. Đây là trong người nhảy này. Nhảy rất là đông nha mọi người nha. Mình chưa quay nhảy, mình chỉ đi quay một vòng khu vực ở ngay khu vực hội thôi, còn tí mình sẽ đi quay những video nhảy. Giờ mình chỉ đi quay và chia sẻ cho mọi người cũng biết là ngày hội hôm nay như thế nào, đông người như thế nào thôi. Đây có các cô gái rất là xinh. Chào các cô gái dân tộc rất xinh nhá. Và cô gái dân tộc đang chụp ảnh rất là xinh đây. Đấy nha, mình sẽ tiếp tục mình đi một vòng ở khu vực ngoài này này. Ôi trời, nổi gió rồi. Vâng, ở đây thì năm nay thì có vẻ là đông hơn năm ngoái mọi người ạ. Giờ nhìn thấy rất là đông người nhé. Vâng, đây này, khu vực này khu vực bờ hồ đây nhé mọi người nhá. Đây là
hôm nay có rất nhiều người ta bán những cái đồ đồ cầm của dân tộc này. Mình chỉ đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng biết về hình ảnh ngày hội thôi. Đấy nha, khu vực bờ hồ này toàn bán nhé, các đồ của áo thổ cẩm dân tộc thôi, mũ trẻ con nữa có. Bác Hoàn à? Vâng. Chào đấy. Bác cái gì nhỉ? Lâm Hoàn. Hả? Lâm Hoàn, Lâm Hoàn. Ờ. Vừa gặp mát ở đây. Ừ. Em vừa mới xuống. Em vừa mới xuống. Em sang đây một tí. Hả? Chụp đi. Chụp xa xa mà. Vâng, mình gặp bác này cùng ấy phòng video này. Xin chào Sơn Muộn nhá. Vâng, đấy, chào mọi người nhá. Tối quá. Rồi. Các anh, các chị đến với quầy hàng. Đây, quay video rồi. Ờ, thì không. Vâng. Vừa xong đến ạ. Ờ. Vâng, mình tiếp tục mình quay ra chỗ này xong rồi mình sẽ kết thúc video. Mình không quay được toàn cảnh mọi người nhé. Mình chỉ đi vòng vòng ở khu vực gần trung tâm quảng trường này thôi. Khá là đông nhé. Thời điểm tại đang là 12 giờ trưa mọi người. Hơn 12 giờ trưa một chút. Thế mình thì là cái hàng hàng quán này hôm nay cũng bán khá là nhiều nhé, người ta không cấm như trước rồi. Giờ dịch bệnh cũng vẫn rất là nhiều nhưng mà giờ không cấm tuyệt đối như là trước rồi mọi người nhé. Đây này, hôm nay thì bán hàng bán quán rồi. Đây mọi người đi hội đấy. Mình sẽ đi vào đây và mình xem mọi người nhảy trong này mọi người nhé. Rồi mình sẽ kết thúc cái video mình cảnh mình quay hội ở đây nhé mọi người nhé. Mình xem mọi người nhảy đây nhé. À thế à?